Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 6 tháng 11, cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã tăng hết biên độ trong phiên giao dịch khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Theo đó, VN Index thuận lợi lấy lại ngưỡng 1.250 điểm. Tuy vậy, thanh khoản vẫn rất thấp, dòng tiền thận trọng. VN Index tạm đóng cửa phiên sáng tăng 8,93 điểm, tương ứng 0,72% lên 1.254,69 điểm. HNX Index tăng 1,66 điểm, tương ứng 0,74%. UPCOM Index tăng 0,27 điểm, tương ứng 0,3%. Thanh khoản toàn sàn HOSE sáng ngày 6 tháng 11 chỉ đạt 216,13 triệu cổ phiếu, tương ứng 5.579,25 tỷ đồng. Con số này trên HNX là 17,53 triệu đơn vị, tương ứng 445,73 tỷ đồng và trên thị trường UPCOM là 12,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 191,4 tỷ đồng. Thống kê cho thấy vẫn còn 801 mã không phát sinh giao dịch nào đến hết buổi sáng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng, có 465 mã tăng giá, 15 mã tăng trần so với 196 mã giảm, 7 mã giảm sàn. Sáng ngày 6 tháng 11, KBC gây chú ý khi tăng giá mạnh với thanh khoản cao nhất thị trường. Khớp lệnh tại KBC đạt 12,4 triệu cổ phiếu, là mã duy nhất khớp lệnh trên mức 10 triệu đơn vị. Mã này tăng 5,7% lên 28.550 đồng. Thanh khoản sáng ngày 6 tháng 11 của KBC vượt xa mức bình quân trong vòng 1 tháng trở lại đây là 3,7 triệu đơn vị mỗi phiên. Diễn biến tăng mạnh về giá lẫn thanh khoản tại KBC sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sunsin Việt Nam, thành viên thuộc Foxconn có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu kế hoạch giải ngân tới 80 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất chip tại Bắc Giang. Nếu được các cơ quan chức năng chấp thuận, nhà máy này sẽ được xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu Bắc Giang với diện tích 44.343,8 m² trên phần đất thuê lại của công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang, công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Trước đó hồi tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, một công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng đã công bố hợp tác chiến lược với tập đoàn Trump. Thông cáo chính thức của doanh nghiệp cũng cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký kết biên bản ghi nhớ với tổ hợp các nhà đầu tư được Trump Organization lựa chọn, gồm Tập đoàn Phát triển Hưng Yên và hai quỹ đầu tư của Mỹ là IDG và Huritus để xây dựng tổ hợp hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Trump và Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên. Phó Chủ tịch điều hành The Trump Organization, con trai của cựu Tổng thống Trump, ông Eric Trump chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng hào hứng khi chính thức bước chân vào thị trường đầy năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp." The Trump Organization được biết là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình ông Donald Trump. The Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân golf, bất động sản thương mại và nhà ở khắp nước Mỹ, cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai, UAE, Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ. Tập đoàn Phát triển Hưng Yên là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, doanh nghiệp do ông Đặng Thành Tâm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, Đô thị Kinh Bắc đang nắm giữ 95% cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Phát triển Hưng Yên. Ngoài KBC, nhiều mã bất động sản khác cũng tăng mạnh trong phiên sáng ngày 6 tháng 11. SZC, SIP, LDG, VSI có thời điểm tăng trần trước khi hạ độ cao. SZC tăng 6,1%, SIP tăng 5,8%, LDG tăng 4,9%, TIB tăng 4,6%, LHG tăng 4,1%, VSI tăng 4%. Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai sau khi điều chỉnh ở phiên hôm mùng 5 tháng 11 thì đã lấy lại đà tăng, tăng 3,1% lên 13.200 đồng. Loạt cổ phiếu khác cùng ngành như D2D tăng 3%, IGC tăng 2,7%, PTL tăng 2,2%, BCM tăng 2,1%. Cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu cũng khởi sắc. DXV tăng trần, VGC tăng 4,5%, NAV tăng 3,9%, CRC tăng 3,1%. Phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng giá, tuy nhiên mức tăng không thực sự quyết liệt. TCB tăng mạnh nhất, biên độ đạt 1,7%, MSB tăng 1,3%, còn lại tăng dưới mức 1%.